cửa hàng này. Dính không? Ê, có đầu lên kìa cả nhà ơi. Ba con luôn, ui ui. Còn trước khi vào video mới thì Hiệp xin về số clip trước ngay nhà clip cách đặt lập ớt, mua ớt hội vào toàn ớt khủng nè. Làm quay trở lại mình đặt lập ớt đó, quá phê cả nhà. Ở tổng hợp những like video, chia sẻ video và bình luận ở dưới nha cả nhà. Mà vào đây tiếp tục quay số nha. Hôm nay ai sẽ là người trúng mánh đây? Trúng số chứ. Ai đây? Rồi trọng cần TV nha, chúc mừng trọng cần TV nha, đề nghị trọng cần TV để lại số điện thoại bằng chữ bên dưới nha. Những em nào muốn tham gia trò chơi thì cứ việc like video, chia sẻ càng tốt nha, và bình luận bên dưới mình sẽ tổng hợp, mình quay số trúng thưởng mỗi ngày nha. Hiệp xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn trên mọi miền đất nước đang xem clip của Hiệp nha. Thì lời nói đầu tiên, Hiệp xin chúc tất cả cô chú, anh chị và các bạn xem clip của Hiệp gặp nhiều may mắn, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Thì hôm nay Hiệp lại tiếp tục đi đặt lập ếch nha cả nhà. Hôm qua thì Hiệp có đặt ở ngoài chạy giống khu tập đoàn Lộc Trời cả nhà. Cái đường đó thì nó trúng cũng tương đối trúng á, tại vì cái này mình ếch hội nên mình chạy cũng hơi ít đó cả nhà. Thì hôm nay mình không có lên trên đó nữa, tại vì có cái ô á nó còn gạo quá cả nhà. Mình đợi cho máy xới xong rồi cái mình đặt cái khu đó mới im cả nhà. Xới xong mình đặt máy im. Đây thì mấy cái lợp của Hiệp nè. Thì sớm giờ Hiệp bận công chuyện nhiều quá nên giờ này khoảng 5 giờ năm ngoài gần tối cả nhà mới đi xách lợp ra đặt nè. Thì hôm nay Hiệp đặt cho 15 cái nha, không biết được 15 cái không, mình đem 15 cái theo. Tại sáng mua có 1 ký mồi cả nhà. Đây là mấy lợp của Hiệp nè. Đó. Lợp hai hôm rồi nha. Mình gỡ cái bọc này ra để mình quay cho nhà xem dễ nha. Đây là mồi của Hiệp nè. Sáng mua được mớ nè, cá linh, cá mà dinh, nói chung là cái gô cái sặc đồ á. Dưới ruột cá lóc sáng hồi sớm mẹ mình mặn bỏ vô luôn, chơi luôn. Dưới trộn tỏi, ngũ dưa hương, dưới dầu cá nha cả nhà. Đó, địa bàn hôm nay nè cả nhà. Mấy khuôn xúa xới này rồi nè. Đó, xuống dưới cũng có cái ô xới mình đặt dưới luôn. Xong mình chạy qua đó mình có chỗ nào thì mình đặt chỗ đó nha cả nhà. Rồi, để Hiệp đặt đây cái quay cho cả nhà xem đây cái nha. Cuối cùng Hiệp cũng đã đặt xong rồi nha. Đó, thì đặt cũng bình thường thôi. Hiệp cũng có quay nhiều lần rồi. Đây là cái bờ kinh sáng của Hiệp nha. Và cái bờ kinh sáng ở chỗ Hiệp đặt nha. Nó của Hiệp hơi bậy rồi. Đây, đó, mình chỉ cái miệng lợp xuống đây. Gió nó có thể nó đi xuống đây nha. Nói chung là gió giờ này đứng mình cũng không xác định được. Nói chung là nó quay đủ hướng gió cho nha. Nhưng mà gió hướng này thì nó hơi nhiều. Đó, chỉ vô đó cái đầu cái hơi xuống dưới tối ớt nó dưới đẩy lên. Mong là nó sẽ lên nha cả nhà. Tại mình đặt trên chạy giống chạy còn đặt bữa đó mình đặt ở trong đây nhưng mà kinh trên nó không chạy cả nhà, chạy yếu quá. Không biết tình hình ở đây sao nha. Rồi có gì thì Hiệp chào tạm biệt cả nhà tại đây nha. Hẹn cả nhà sáng ngày mai Hiệp đi thăm á thì Hiệp quay tiếp tục nha cả nhà. Rồi bye bye cả nhà. Rồi Hiệp chào cả nhà nha. Sớm giờ canh trời sáng cả nhà ơi, thức sớm mà trời còn tối có quay phim không được nên Hiệp ngồi nhà canh máy cài đậu đẳng, sợ máy cài chạy vô rồi banh lọt chân. Mình vừa canh máy cài mình vừa canh trời sáng nha nhà, với vừa sạc cái pin luôn, tối quên sạc. Giờ sáng dịch ta đang thả ra cho ăn rồi nha. Cái ô này mình hôm qua đặt đâu 4 cái 5 cái gì đó. Đây, dịch nó thả ra chuẩn bị cho lên đồng cho ăn nha cả nhà. Mình đặt đây 1 cái nè, để thầm cái này trước đi, tính gì tính. Dạ. Tối mưa dứt đám chắc ngập trơn ở nhà ơi. Không biết sao đây. Mưa quá, mưa lớn. Tối người ta sôi ếch quá trời luôn. Chỗ Hiệp đặt sôi ếch nhiều quá nhà nên đặt nó chạy yếu.
chỗ nào mà ta không có sôi á, như ở trong cái giống mà đi chui vô trống á, không có ai sôi chấm đặt chạy mạnh. Ngoài này sôi quá khui rồi, cái đầu tiên nha. Khui nè, ôi ôi có mới thấy cái đầu nó ló lên kìa. Mấy con này, ồ hai con cả nhà ơi. Này có lý nè, được cái đầu tiên hai con, con bự với con nhỏ nghe nha. Đó. Con bự con nhỏ, tối mưa cái đường sình mình chạy vô trong đó không được rồi nha, giờ bắt buộc phải lo bộ vô. Đó, hai con nghe. Hello, hello anh Ad. Cái đầu tiên chạy làm vui ở nhà. Mang đi, hôm qua mình sợ á, mình tính đặt cái đường cặp đây nè. Mình sợ tối chạy xe nhiều quá nó chạy yếu quá nha. Nên mình không có đặt. Rồi tiếp cái nhà. Đường này xanh là chạy xe không được rồi. Tiếp theo cái ăn đây nè, đón ếch với kinh đi lên nè, cái chăn này không biết tình hình sao này. Đây đi lại mà thấy nó nhúc nhích đó, ếch nó đang nhiều mà chắc ăn nó vô quá nè, là thấy im ghe hên xui khui hàng rồi. Không có hay vậy, ôi có cái hồi con kìa cũng được. Có đang không nha. Đó. Một em. Nói chung là tối người ta soi ếch, ta gọi tới rồi lui mà chạy gì cũng được đó nha. Ếch nó ra là vui rồi. Đó, một con nha, ếch trong chồng luôn nha. Ếch mùa ếch hội nè, ếch bự không à. Tiếp. Tiếp tục. Đường này từ đây lúc nào mình đặt cũng chạy nha, cũng nhiều hơn mấy trên kia. Đây lục bình nữa nha, lục bình nhiều, cái đầu nó lên, hết lên nhiều. Tiếp cái này. Rồi mình thấy động động nó phê cái nhà. Khui hàng, khui hàng. Rồi cái này không chạy hết vậy. Không chạy chuyện thấy hiệu quạnh quá nhà, cái này không chạy nha. Đó. Tiếp cái này mình đặt tới ngoài này nữa nha, quay vô đây đón ếch nó đi ra nha, biết sao đây. Đây, đặt ngoài giữa trống nè. Đó. Ngon. Không thấy động nước nè, chắc nhiều ảnh nè. Con đây. Ôi có. Một con đó nha. Một con nha. Cũng được. Ếch cái này bữa nay ếch đầu bự giống hồng bữa trước quá nhỉ, con bành bành không nè. Ếch hội cái đầu con bự bự không. Rồi. Hello, một con nữa nha. Ếch tiếp cái nhà ơi, còn cái cuối của ô này nha, xong mình lội lên trên kia. Đây đây cũng đặt cũng chỉ vô đón ếch dưới đây lên nha. Chung là dưới đây anh em đặt lưu ý mấy chỗ mà có bụi lục bình cỏ đồ nhiều như này nè, tối ếch nó lên nhiều, chỗ hẹp bị soi ếch dữ lắm cả nhà ơi, lần mấy chiếc địa bàn nha. Một khu là hai ba người đi gạo tới gạo lùi qua khu khác có người nữa. Tiếp nghe nha. Sao đây?
Sao đây? Cuối hàng đây. Dính không? Ê, ê, có đầu lên kìa cả nhà ơi. Ba con luôn. Ui ui. Ui cái này chạy ngon nãy nha. Ba con luôn kìa. Đó. Đó. Ba em. Quá đã. Nặng gì luôn nha ơi. Quá phê. Ba em lên dĩa. Ba con nghe cả nhà. Rồi, đi tiếp luôn. Mình lội qua cái ô, bỏ ô này không có vô nước cả nhà. Tại tối mưa cái đầu nó đọng lại. Lên trên đây không có cao su, ủa không có lục bình này. Không biết sao đây. Ôi không có lục bình. Mấy cái nào mình chỉ vô á nha. Thì nó chạy mạnh ha. Tại xuôi gió xuống. Tiếp cái này hôm qua mình đặt hơi lúc lúc mà. Tối dứt đá mưa nữa. Ê trời 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 trời. Biết tình hình sao đây. Cái hàng này. Ủa hàng có hai bác. Rồi không thấy gì trên ta. Chở lên này. Ô chạy cái nha. Một con nè. Con trọng trọng bự cái này chạy hết trọng trọng không à. Để Hiệp rửa cái đó. Mở hôm qua mình để vô còn nữa kìa. Một con nghe nha. Đó. Quá đã. Bỏ mày xuống đây đây. Chung là có chạy là có vui rồi nghe nha. Đợi tới tao xả lúa xong rồi á, bơm nước vô á, đặt máy phê nữa nhạy. Tiếp cái này mình đặt cặp mé này không biết sao đây. Này. Cặp mé này. Ui hàng rồi chết rồi. Anaka đặt cặp mé cho nó dở hang nha. Cặp mé chết rồi. Tiếp cái này cũng gần gần đây mà chỉ vô nè. Mấy cái chỉ vô sao mình cảm giác nó ngon hơn, an toàn hơn. Đây xong rồi mình lại ô mấy ô chưa chưa có tới đất rồi. Cái này đặt không lại không có nhúc nhích như hôm qua hết á. Qua nhúc nhích là đã lâu. Ui hàng đỏ. Con hết bự kìa nha. Vô nha, hết bự nha. Một con. Có chạy là ngon nha. Một con hết bự. Hello. Một em. Tiếp tục lại đó nghe nha. Giờ mình chỉnh camera. Trời sáng quá rồi mình chỉnh cho giảm sáng lại. Điểm thôi không thấy gì luôn á. Cái này mình đặt ông mô chưa xới nè, mong là có hàng nha. Hôm qua đặt nó nước ngập quá trời cả nhà ơi. Qua đặt không muốn gần nữa lợp rồi. Tối dứt đám nữa, lúc bình địa luôn rồi. Ngập luôn hôm luôn rồi. Mong là còn con nào còn sót lại ở đây nha. Lúc bình địa rồi. Không chạy nha. Lợp này nè. Lúc quá là nó dở lắm. Rồi thất bại. Cái này không bị lúc nè. Biết sao đây. Lại thấy nó động động cái cho nó sướng sướng rồi. Tại ngập quá nha. Ở nó chậm với cái đầu nó không có động. Cái này màng nước hiu quạnh dưới ta.
mà nước xấu quá cả nhà ơi, nhái rồi chết luôn á nhà, chết luôn cả nhà. Vô mấy cái họ đặt không xới cái đâu thất bại nha. Ồ, ồ đường chuột đi nè, này đặt cặp chuột ngon rồi, hai cái thất bại liên tiếp, đau lòng quá nhà ơi. Này đợi tới xả xong rồi bơm nước lên đặt nó phê lắm á nha. Giờ cũng chưa vô mùa ếch, mới hồi thôi, tối ếch nó kêu gần gian. Mình tính đi sâu mà sao không lợi ta nha, ta sâu quá trời, ta đi gảo banh hết cu luôn. Cui ồ cái này ngon, mình đặt mình sáng mình tối mình không chờ nó vô dữ lắm luôn á, cuối cùng không vô, cục chút quớt luôn nha, buộc quá. Chưa mấy cái chưa xới này nó không chạy luôn cái nha. Tự nhiên khúc mà nãy chạy nghe thất bại nguyên khúc luôn á nha, mấy cái liên tục hai ô đó luôn, trong kia mình chạy cũng có lý, lay gai. Còn cái cuối mà này chắc thất bại rồi, mưa này nó trôi cái này lúc luôn bình địa luôn rồi, chắc đi tút lút rồi. Rồi mưa ngập kiểu này qua phải đặt máy ngoài này được rồi, quá dở đâu tính đâu mưa đâu, về mưa thất bại rồi nha. Rồi để về nhà mình quay gom lại vô mình quay tổng kết lại cho ở nhà bao nhiêu nha, bao nhiêu cái mình chạy nha, chạy được nhiêu nha. Ngoài này thất bại nha, chiều nay còn mà có mồi chắc đi khu khác quá, lên khu chạy giống quá, chả mình đặt giỡn. Rồi thành quả hôm nay tệ hơn hôm qua cả nhà, nhà biết sao Hiệp sai lầm lớn này của Hiệp là đặt sâu vô mấy ô mà chưa có xới rồi nha, cuối cùng thất bại sạch trơn mấy ô không xới đâu, bảy cái liên tục cả nhà, không xới chưa xới đó, thất bại nguyên dãy luôn, 7 cái liên tục, mình đặt có 15 cái à. Còn bên đây là trúng 6 cái nghe nha, trong đây trúng đều luôn, chỉ có 2 cái không trúng thôi, còn như trúng hết 6 cái, có 1 cái trúng 3 con luôn nha. Lâu lâu có cảm giác sướng 3 con lại. Rồi để Hiệp đổ ra rồi quay cho nhà xem nha. Rồi thành quả hôm nay nhiều nghe nha, nhiều đây không tới 1 ký quá, không tới 1 ký rồi nha, này hơn nửa ký à, không tới 1 ký. Còn ếch cành cành không nha, thất bại mình lên trên bờ trên đó nha, đặt mấy cái mà chưa có xới á, này mấy con ếch trồng trồng, cái này ếch trồng trồng bự bự không nè, thấy ếch nó hồi á, ra hồi á, ếch trong hang đồ á, ếch bự bự không à. Đó, rồi thì video hôm nay mình cũng kết thúc tại đây nha, lần sau thì mình chắc mình chừa mấy ô vô sâu sâu trong đó mà chưa xới ra nha, đặt cặp cặp ngoài này thì nó chạy chất lượng hơn. Rồi bye cả nhà, chúc cả nhà xem video thật vui vẻ nha.